Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5 tuần 26 trang 48-49. Luyện từ và câu, luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu. Số 1 nhỏ A. Đọc đoạn văn sau, gạch dưới những từ ngữ mà người viết đã dùng để chỉ nhân vật Phù Động Thiên Vương, Thánh Gióng. Nghe chuyện Phù Động Thiên Vương, tôi thường tưởng tượng đến một trang nam nhi sức vóc khác thường, nhưng tâm hồn còn thô sơ và giản dị như tâm hồn tất cả mọi người thời xưa. Tráng sĩ ấy gặp lúc quốc gia lâm nguy đã xông pha ra trận, đem sức khỏe mà đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng. Tuy thế người trai làng Phù Động vẫn còn ăn một bữa cơm. Chỗ ấy nay lập đền thờ ở làng Xuân Tảo, rồi nhảy xuống hồ Tây tắm. Xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào giấu kín nỗi đau đớn của mình mà chết. Như vậy thì ở bài tập số 1A này các em sẽ đọc đoạn văn và các em sẽ gạch dưới những cái từ ngữ mà người viết đã dùng để chỉ nhân vật Phù Động Thiên Vương, tức là Thánh Gióng. Thì các em đọc kỹ đoạn văn để chúng ta xác định được cái từ ngữ nào được dùng để chỉ nhân vật Phù Động Thiên Vương. Thì các em thấy ở đây các em cùng theo dõi. Nghe chuyện Phù Động Thiên Vương, tôi thường tưởng tượng đến một trang nam nhi. Thì các em thấy trang nam nhi ở đây là ai, là dùng để chỉ nhân vật có là sức vóc phi thường. Như vậy chúng ta sẽ gạch dưới từ trang nam nhi. Rồi, tiếp theo, tôi thường tưởng tượng đến một trang nam nhi sức phóc khác người, nhưng tâm hồn còn thô sơ và giản dị như tâm hồn tất cả mọi người thời xưa. Tráng sĩ ấy là Phù Động Thiên Vương, như vậy các em sẽ gạch dưới tráng sĩ ấy. Gặp lúc quốc gia lâm nguy đã xông pha ra trận, đem sức khỏe mà đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng. Tuy thế người trai làng Phù Động, thì các em thấy người trai làng Phù Động này cũng dùng để chỉ nhân vật Phù Động Thiên Vương, như vậy các em sẽ gạch dưới. Tuy thế người trai làng Phù Động vẫn còn ăn một bữa cơm, chỗ ấy nay lập đền thờ ở làng Xuân Tảo, rồi nhảy xuống hồ Tây tắm. Xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào giấu kín nỗi đau đớn của mình mà chết. Như vậy thì ở đây, trong đoạn văn này chúng ta có các từ chỉ để người viết đã dùng để chỉ nhân vật Phù Động Thiên Vương. Đó là một trang nam nhi, tráng sĩ ấy, người trai làng Phù Động. Rồi tiếp theo câu B. Việc dùng nhiều từ ngữ thay thế cho nhau như vậy có tác dụng gì? Đánh dấu ít vào trước ý trả lời đúng. Cung cấp cho học sinh nhiều tên gọi khác nhau của Thánh Gióng, giúp nội dung đoạn văn cụ thể, sinh động và giàu hình ảnh hơn. Tránh lặp từ mà vẫn đảm bảo liên kết câu, khiến đoạn văn sinh động hơn. Như vậy thì việc dùng những cái từ ngữ thay thế cho nhau như vậy thì nó có tác dụng, đó là khi các em đọc đoạn văn thì chúng ta thấy cái đoạn văn này nó liên kết với nhau, làm cho cái đoạn văn sinh động hơn, và nhưng mà nó không bị lặp từ. Như vậy việc dùng những cái từ ngữ thay thế cho nhau như vậy có tác dụng, đó là tránh lặp từ mà vẫn đảm bảo liên kết câu, khiến đoạn văn thêm sinh động hơn. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu ít vào đây, đó là tránh lặp từ mà vẫn đảm bảo liên kết câu, khiến đoạn văn sinh động hơn. Rồi tiếp theo, số 2 nhỏ, đọc đoạn văn sau, gạch dưới từ ngữ lặp lại trong đoạn văn. Thay thế từ ngữ lặp lại bằng đại từ hoặc từ đồng nghĩa, viết vào dòng trống. Tức là chúng ta sẽ đọc đoạn văn và gạch dưới những cái từ ngữ lặp lại trong đoạn văn. Rồi sau đó, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thay thế những cái từ lặp lại bằng các đại từ hoặc là từ đồng nghĩa.
Một chiều Thị Trinh quê ở vùng núi Quan Yên. Thì các em thấy ở đây có là Triệu Thị Trinh quê ở vùng núi Quan Yên. Triệu Thị Trinh xinh xắn, tính cách mạnh mẽ, thích võ nghệ. Như vậy các em thấy ở đây Triệu Thị Trinh lặp lại từ đầu tiên, đó là với cái từ Triệu Thị Trinh ở câu số 1. Như vậy các em sẽ gạch dưới. Rồi tiếp theo câu số 3, Triệu Thị Trinh bắn cung rất giỏi, thường theo các phường săn đi đi săn thú. Như vậy từ lặp lại, từ ngữ lặp lại trong đoạn trong câu thứ 3 đó cũng là Triệu Thị Trinh. Như vậy các em sẽ gạch dưới Triệu Thị Trinh. Rồi câu số 4, có lần Triệu Thị Trinh, kèm gạch dưới, đã bắn hạ một con báo gấm hung dữ trước sự thán phục của trai tráng trong vùng. Tiếp theo câu 5, hằng ngày chứng kiến cảnh nhân dân bị giặc Ngô đánh đập, cướp bóc, Triệu Thị Trinh vô cùng uất hận, nung nấu ý chí trả thù nhà, đền nợ nước. Như vậy các em cũng sẽ gạch dưới Triệu Thị Trinh. Rồi tiếp theo câu số 6, năm 248 Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược. Như vậy câu số 6 này các em thấy từ lặp lại đó cũng là Triệu Thị Trinh. Như vậy các em sẽ gạch dưới. Rồi tiếp theo, cuộc khởi nghĩa tuy không thành nhưng tấm gương anh dũng của Triệu Thị Trinh sáng mãi với non sông đất nước. Như vậy chúng ta có các từ ngữ lặp lại trong đoạn văn đó là Triệu Thị Trinh. Như vậy có các từ lặp lại trong cái đoạn văn đó là Triệu Thị Trinh. Rồi sau khi chúng ta đã gạch dưới thì chúng ta sẽ thay thế những cái từ ngữ lặp lại này bằng những cái từ ngữ đồng nghĩa hoặc là bằng đại từ. Và các em sẽ viết vào cái dòng trống ở dưới đây. Như vậy chúng ta sẽ gạch dưới các từ. Như vậy ở câu số 2 chúng ta sẽ thay thế Triệu Thị Trinh là người thiếu nữ họ Triệu. Như vậy các em sẽ có câu, các em sẽ thay thế các từ lặp lại ở trong đoạn văn bằng các từ đó là: câu 1 là Triệu Thị Trinh quê ở vùng núi Quan Yên, Thanh Hóa. Rồi tiếp theo câu số 2 các em thay thế Triệu Thị Trinh bằng người thiếu nữ họ Triệu. Người thiếu nữ họ Triệu xinh xắn, tính cách mạnh mẽ, thích võ nghệ. Nàng bắn cung rất giỏi, thường theo các phường đi săn thú. Có lần nàng đã bắn hạ một con báo gấm hung dữ trước sự thán phục của trai tráng trong vùng. Hằng ngày chứng kiến cảnh nhân dân bị giặc Ngô đánh đập cướp bóc, bà Triệu vô cùng uất hận, nung nấu ý chí trả thù nhà đền nợ nước, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi. Năm 248, bà cùng anh là Triệu Quốc Đạt đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược. Cuộc khởi nghĩa tuy không thành nhưng tấm gương anh dũng của bà sáng mãi với non sông đất nước. Như vậy thì các em sẽ thay thế lần lượt là bằng cách là điền vào các chỗ trống trong cái đề bài. Như vậy ở câu số 2 thì các em sẽ thay thế là người thiếu nữ họ Triệu, câu số 3 là nàng và 4 là nàng, 5 là bà Triệu, 6, 7 là bà.
Rồi tiếp theo bài tập số 3 là viết một đoạn văn ngắn kể về một tấm gương hiếu học, trong đó có sử dụng phép thay thế từ ngữ để liên kết câu. Như vậy ở bài tập số 3 này chúng ta sẽ viết một đoạn văn có mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Và chủ đề ở đây sẽ là về cái tấm gương hiếu học. Rồi ở đây yêu cầu đó là chúng ta sẽ sử dụng phép thay thế từ ngữ để mà liên kết câu ở trong đoạn văn chúng ta viết. Thế đây cô ví dụ: thuở bé Trần Quốc Khái rất ham học, cậu học ngay cả khi đốn củi, kéo vỏ tôm, vì nhà nghèo nên mỗi buổi tối không có đèn, cậu bé bèn bắt đơm đớm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng mà đọc sách. Nhờ say mê và chăm chỉ như vậy nên chẳng bao lâu Khái đỗ tiến sĩ rồi làm quan to cho nhà Lê. Ông còn có công truyền dạy cho dân nghề thêu và nghề làm lọng. Nhân dân biết ơn ông nên tôn ông là ông tổ nghề thêu. Như vậy thì các em thấy ở đây trong đoạn văn đã có sử dụng phép thay thế từ ngữ để liên kết câu. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt. Chào tạm biệt các em.